Quý vị thân mến, sau thất bại từ cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất, mặc dù chịu tổn thất nặng nề nhưng Mỹ vẫn nung nấu giải quyết cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam bằng thắng lợi quân sự. Chúng tiếp tục mở cuộc tiến công chiến lược mùa khô 1966-1967 với 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, trong đó có 3 cuộc hành quân then chốt và hướng chiến lược chính là miền Đông Nam Bộ. Trong đó có trận Càn Xe Đầu Phôn bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 1967. Đây được coi là cuộc hành quân quy mô lớn thứ hai trong đợt phản công chiến lược của Mỹ vào vùng Tam Giác Sắt, Bến Xúc, Củ Chi, Bến Cát. Trận Càn Xe Đầu Phôn năm 1967 trong chiến tranh ở Việt Nam. Ngay từ cuối năm 1966, Mỹ và đồng minh đã bắt đầu lên kế hoạch cho kỷ nguyên của các trận đánh lớn và nhất là cho các chiến dịch được phác thảo nhằm triệt nhổ gốc rễ quân địch ở xung quanh thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, tức là Sài Gòn. Vào tháng 12 năm 1966, các tin tình báo cho biết những đơn vị lớn của quân giải phóng được bố trí ở một khu vực cách Sài Gòn khoảng 12 dặm về phía Tây Bắc, được biết đến với cái tên Tam Giác Sắt. Tam Giác Sắt, cái tên do chính quân viễn chinh Mỹ đặt để chỉ một vùng đất mà trung tâm của nó hiện trên bản đồ là một hình tam giác. Nó bao trùm phần đất liền nhau của ba huyện Củ Chi, Bến Cát, Trảng Bàng, cách sông Sài Gòn từ 30 đến 50 cây số về phía Bắc, Tây Bắc. Ở vị trí trung gian giữa hai chiến khu lớn của miền Đông Nam Bộ, đó là chiến khu D và Dương Minh Châu. Còn theo một số tài liệu đã được giải mật của Mỹ, thì cạnh tây nam của tam giác này giáp với sông Sài Gòn, phía đông giáp với sông Thị Tính và phía bắc giáp với đường phân giới giữa các ngôi làng ở Bến Xúc và Bến Cát. Đại tướng Jonathan Seaman, viên chỉ huy lực lượng giã chiến 2, đã ví tam giác sắt như là một con dao găm nhắm vào thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa đang bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Vậy nên, nếu như có thể tiêu diệt được tam giác sắt bằng một chiến dịch lớn, người Mỹ và các đồng minh có thể giành được thế tấn công chủ động và mở màn cho cuộc đẩy lui những người cộng sản ra khỏi miền Nam Việt Nam. Cái tên Tam Giác Sắt đã ít nhất 3 lần bị gạch chéo ở vùng căn cứ của Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định. Với mục đích tăng cường tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn, lập một vành đai trắng chia cắt vùng giải phóng của hai vùng Gia Định và Bình Dương, chuẩn bị cho cuộc hành quân lớn thứ hai đánh vào căn cứ địa của lực lượng kháng chiến ở Tây Ninh, cũng là cuộc hành quân quy mô lớn nhất mang tên Johnson City. Mỹ đặt ra mục tiêu đánh chiếm vùng Tam Giác Sắt, tiêu diệt bộ đội chủ lực và cơ quan đầu não của quân khu Sài Gòn Gia Định, tỉnh ủy Thủ Dầu Một. Tuy nhiên, giới lãnh đạo quân sự lại bày tỏ quan ngại đáng kể rằng một nỗ lực lớn như vậy thì cần phải bỏ nhiều công sức để lên kế hoạch hơn là có thể hoàn thành chỉ trong vài tuần. Họ cũng cho rằng còn có một lựa chọn tốt hơn, theo đó nên mở một chiến dịch cấp vùng trước, dù vẫn lớn về quy mô nhưng lại nhắm vào các trung đoàn cụ thể và dễ bị tổn thương, cũng như các cơ quan đầu não thuộc quân khu 4 của Việt Cộng, mà theo tin tình báo là nằm bên trong của Tam Giác Sắt. Chiến dịch có quy mô nhỏ hơn và tập trung hơn này được gọi là Sea Đầu Phôn, bắt đầu mở vào ngày 8 tháng 1. Chiến dịch này tiếp nối một kế hoạch được gọi là Đe và Búa, với nội dung như sau. Các đơn vị chiến đấu của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiến vào phía bắc của Tam Giác, giống như những chiếc búa, để kẻ thù vào một cái đe được tạo nên bởi các đơn vị thuộc hai sư đoàn bộ binh số 1 và số 25. Theo đó, về tính chất mục tiêu của cuộc hành quân, Mỹ sử dụng 3 lữ đoàn Mỹ và 3 chiến đoàn quân ngụy. Quân số sẽ lên đến 3 vạn quân, bao gồm các đơn vị sư đoàn bộ binh số 1, lữ đoàn 3, sư đoàn bộ binh số 4, lữ đoàn 2, sư đoàn bộ binh số 25, lữ đoàn bộ binh nhẹ số 196, lữ đoàn dù 173, trung đoàn thiết giáp số 11 và một bộ phận sư đoàn 5 của chính quyền Sài Gòn cùng một số lính New Zealand với hơn 400 xe tăng, xe bọc thép, 800 tàu xuồng chiến đấu trên sông, hơn 100 khẩu pháo các loại và nhiều máy bay, kể cả B-52. Lực lượng chi viện gồm trung đoàn kỵ binh thiết giáp 11, 8 tiểu đoàn pháo 105, 2 tiểu đoàn pháo 155. Trong cuộc hành quân này, Mỹ đã thực hiện các cuộc bao vây, càn quét, kết hợp sử dụng các đơn vị kỹ thuật công binh hóa học, triệt phá nhà cửa, công sự, địa đạo để tăng hiệu suất cho các trận càn. Các chỉ huy của quân đội Mỹ tin rằng chỉ cần giải quyết được địa đạo thì coi như giải quyết được chiến tranh du kích. Vì đây vốn được cho là chiến lược chiến tranh gây nhiều phiền phức thiệt hại cho Mỹ nhất khi tác chiến ở Việt Nam. Vì vậy, chúng huy động lực lượng công binh và hóa học đến 900 quân.
công binh ghép cầu cho xe tăng M48 qua sông Thị Tính, xây dựng bè làm hỏa điểm cạnh trên sông. Địa đạo Củ Chi được xác định là mục tiêu chính trong nhiệm vụ lần này của lực lượng công binh hóa học. Chúng không chỉ sử dụng B-52 làm nhiệm vụ bóc vỏ mặt đất mà còn cho 200 xe ủi, nhiều xe tăng hạng nặng, 200 chó béc dê để lục tung các địa đạo. Chúng còn tuyển chọn những binh sĩ tình nguyện liều lĩnh nhất tổ chức thành các đội chuyên phá hầm mang tên chuột đường hầm, gồm từ 8 đến 10 người. Quân đội Mỹ đã thẳng tay giải bom bằng B-52, oanh tạc bắn phá liên tục dưới tung mạch đất. Chúng sử dụng xe ủi san bằng 11 km vuông rừng, triệt hạ hầu hết các làng mạc, nhà cửa trong vùng, bao gồm 6 căn nhà bị san ủi và bị đốt. Trước sự tấn công tàn khốc và ác liệt của địch, một số cơ quan kháng chiến đã bị thiệt hại, 3.700 tấn lúa bị cướp, gần 1.000 người bị chết và bị thương, gần 15.000 người dân bến xúc Củ Chi bị gom đi nơi khác. Tướng Westmoreland của quân đội Mỹ đã tự hào kể về sự tàn bạo đó rằng cây cối, bụi rậm đều bị đốt cháy rụi, Việt Cộng không còn nơi ẩn nấp. Đại tá Dave Richard Palmer thì cho rằng tam giác sắt đã biến thành cái bùi nhùi bắt lửa rộng lớn. Còn Harrison thì mô tả về chiến công vô nhân tính rằng có một số vùng bị bắn phá bình quân 27 trái bom trên 1 mét vuông. Trong những ngày đầu của trận càn, một số nơi được cho là đã hứng đến hàng chục ngàn tấn bom. Pháo đạn không thương tiếc liên tục dội xuống các khu vực. Bến xúc là nơi địch cho là có công sự phòng thủ kiên cố của Việt Cộng, được chọn là mục tiêu trọng điểm của cuộc hành quân. 8 giờ sáng ngày 8 tháng 1 năm 67, 60 chiếc trực thăng UH-1 quân đảo trên bầu trời thị trấn Bến Xúc. Chỉ trong vòng 90 giây, 420 lính của Lữ đoàn 2, Sư đoàn 1 bộ binh đổ bộ xuống Bến Xúc. Trong lúc đó, chúng ngang nhiên cho loa phóng thanh từ trực thăng, uy hiếp nhân dân ở khu vực. Đồng bào Bến Xúc chú ý, đồng bào đang ở trong vòng kiểm soát của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Đừng bỏ chạy, nếu không sẽ bị bắn bỏ. Ai ở nhà nấy và chờ đến khi có chỉ thị mới. Với sức mạnh quân sự vượt trội, quân Mỹ không gặp phải sự phản công nào. Máy bay của chúng tự do nhào lộn bắn phá không thương tiếc, thẳng tay thả bom napalm xuống các cánh rừng chung quanh. Trong khi đó, chúng triển khai cuộc thẩm vấn dân chúng. Trong 2 giờ xét hỏi 6.000 dân, chúng tìm ra 28 người tình nghi là cộng sản. Sau đó bọn chúng gom dân đi nơi khác, cuộc di tản bắt đầu. Chúng phân chia dân chúng thành các nhóm cho mục đích khác nhau. Trước tiên, đàn ông từ 15 đến 45 tuổi bị dồn vào trực thăng Chinook để đem đi thẩm vấn và sau đó bị biên chế vào đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đến đàn bà trẻ con, người già bị đưa đi bằng xe nhà binh đến trại tị nạn Phú Lợi. Cái trại được gắn trước cửa biểu ngữ chào mừng đồng bào đến trung tâm tiếp nhận người tị nạn cộng sản nhưng lại chật chội thiếu thốn gây ám ảnh chẳng khác gì trại tập trung. Còn nhà cửa, làng mạc ở Bến Xúc thì bị thiêu rụi. Xe ủi đã cày nát san phẳng tất cả. Không chỉ oanh tạc bằng không quân, chúng còn trực tiếp chôn 10.000 pounds thuốc nổ và 1.000 gallon chất napalm rồi cho nổ tung. Với những chiến công tàn bạo vô nhân tính, các chỉ huy hành quân báo cáo bước 1 của Cedarfall thành công ngoài dự kiến. Sau khi cày sới, phá tung các xã ở phía bắc Củ Chi, quân đội Mỹ cho quân đổ bộ trực tiếp tiêu diệt tận gốc các căn cứ kháng chiến còn sót lại sau mưa bom bão đạn. Chúng cho Lữ đoàn 2, Sư đoàn Bộ binh 25 chia làm nhiều mũi tiến công vào các xã An Phú, Phú Mỹ Hưng, Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Trung Lập Thượng, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây. Chúng tìm mọi cách để xới tung tất cả hệ thống địa đạo. Để đẩy tất cả các đơn vị ta đang ẩn nấp trong địa đạo ra ngoài, Mỹ đưa máy ủi khổng lồ để xúc từng mảng địa đạo, dùng xe tăng hạng nặng để đè bẹp các địa đạo và dùng chó béc dê để săn tìm cửa địa đạo, bơm nước sông Sài Gòn, xả hơi độc xuống địa đạo. Những đội quân chuột đường hầm, gồm những lính Mỹ có vóc dáng nhỏ, được đào tạo đặc biệt chui xuống địa đạo tìm Việt Cộng và đặt mìn phá hầm ngầm. Tuy nhiên, quân giải phóng đã không cho chúng tiếp tục hả hê tàn sát và can quét các căn cứ kháng chiến. Các lực lượng chiến đấu và nhân dân đã bám trụ kiên cường, đánh trả quyết liệt, bảo vệ được bộ chỉ huy, các đồng chí lãnh đạo khu ủy và phần lớn vùng căn cứ. Can quét tới đâu, địch cũng bị các chiến sĩ từ các ụ chiến đấu và giao thông hào đánh tới tấp bằng mọi hình thức, mọi vũ khí. Để bảo vệ an toàn hàng trăm km địa đạo, bên cạnh tinh thần anh dũng kiên cường, quân dân Củ Chi đã phát huy tinh thần mưu trí sáng tạo. Một nhân chứng ở Củ Chi thời kỳ đó kể, để đối phó với thủ đoạn ba sạch là giết sạch, đốt sạch, phá sạch, quân dân Củ Chi thực hiện 3-0, đi không giấu, nấu không khói, nói không tiếng. Nhiều lần đang di chuyển phía trên địa đạo, bất ngờ đối mặt với chất độc hóa học từ máy bay địch rải xuống. Bà con cùng những người đồng đội đã từng dùng khăn rằn, thấm vào nước tiểu, bịt mũi, úp mặt xuống đất nhằm phòng ngạt khí độc.
Ngoài những thành tích chúng có là thành công ngoài mong đợi, ở vùng tam giác sắt, triệt hạ bến xúc, cuộc hành quân của bọn Mỹ đã bị thất bại trong mục tiêu chính là tiêu diệt đầu não và các lực lượng quân khu Sài Gòn Gia Định, xóa bàn đạp uy hiếp và tiến công Sài Gòn. Mặc dù đã tàn sát các vùng đất bằng các vũ khí hiện đại có sức hủy diệt khủng khiếp, sử dụng các biện pháp quyết liệt, kể cả bằng không quân đến càn quét mặt đất, nhưng cuộc hành quân dã man vô nhân tính của chúng đã không đạt được kết quả như mong đợi. Tướng Marshall đã phải cay đắng thú nhận, sự việc diễn biến hoàn toàn không giống như ta dự tính, rất ít quân du kích bị đánh bật ra ngoài hoặc bị giết, hệ thống hầm ngầm không bị triệt phá mà chỉ bị hư hại, hố bom loang lổ, hàng mảng đất bị cày xới lên bằng máy xúc, song không có quả bom nào, không có máy xúc nào khoét đủ sâu để phá hoại được hầm ngầm. Nếu ta tin những công binh thăm dò nói thật, họ sẽ nói chắc chắn không phá hủy được. Cái khó không phải chỉ vì hệ thống hầm ngầm đào quá sâu, mà chính vì nó chạy ngoắt ngoéo, không một chỗ nào thẳng, những cánh cửa ngách và lỗ thông hơi thì nhiều vô kể. Điều đó hạn chế khả năng bị phá hủy. Tổng kết lại, trong chiến dịch này, Mỹ ngụy quyết tâm xúc dân đi nơi khác, săn bằng Củ Chi, tiêu diệt toàn bộ bộ chỉ huy quân khu Sài Gòn Gia Định, phá hủy hệ thống căn cứ địa đạo. Chúng đã bắt đi trên 10.000 người dân, làm chết và thương vong gần 1.000 thường dân khác, hủy diệt nhà cửa hoa màu, dùng pháo đài bay B-52 giải thảm, dùng xe ủi rừng, tưới xăng đốt, dùng quân đội chuột cống, lùng sục và bơm khí độc vào địa đạo, dùng chất nổ, phá hủy từng đoạn địa đạo. Củ Chi trở nên tăng tóc. Tuy nhiên, thành lũy trong lòng đất càng vững vàng hơn bao giờ hết. Những túi gạo rang trộn đường đã được tập kết trong những kho bí mật dưới địa đạo, giúp quân ta có thể sống cả chục ngày và thỉnh thoảng tổ chức phản kích lẻ tẻ ở bất kỳ đâu đó. Đêm, đội quân từ mặt đất tỏa lên, đặt mìn gạt, gài trông. Những quả mìn gạt của anh hùng Tô Văn Đực chế tạo được cài khắp nơi trên chiến trường, khiến quân địch tổn thất nặng nề. Thậm chí mìn còn được cài trên ngọn tre, nổ tung cả máy bay trực thăng. Tại ngã ba Bến Dược, chỉ một đội du kích với 9 chiến sĩ đã liên tục chiến đấu nhiều ngày đêm, tiêu diệt 107 tên địch, bắn cháy một xe tăng. Sau 20 ngày càn quét, địch buộc phải kết thúc sớm chiến dịch với số thương vong gấp đôi chiến dịch Cái Bẫy. 3.500 tên chết và bị thương, 130 xe tăng, 28 máy bay bị phá hủy. Tên tướng Mỹ Nasen, chỉ huy trong cuộc hành quân này thú nhận: không thể phá hủy được địa đạo, đánh bằng công binh không hiệu quả, rất khó tìm được cửa hầm xuống địa đạo. Quý vị thân mến, mặc dù đã không tiếc sử dụng các loại vũ khí hiện đại, không tiếc bom đạn giải thảm, cũng không ngần ngại tấn công bằng những đòn quyết liệt nhất, tàn bạo nhất, nhưng sự phi nghĩa của Mỹ đã phải trả giá. Cuộc hành quân Cedarphone kết thúc ngày 26 tháng 1 năm 1967 và chúng phải chấp nhận những kết quả không như mong đợi, với khoảng 2.500 lính Mỹ, 200 quân Việt Nam Cộng Hòa và 54 lính New Zealand bị loại khỏi vòng chiến đấu. 149 xe quân sự, trong đó có nhiều xe tăng M41, xe bọc thép M113 và M118 bị phá hủy, phá hỏng, 28 máy bay các loại bị bắn rơi và bị thương.